Thưa quý vị, sáng nay Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tiến hành nhiều đợt đặc xá, tha tù cho phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng và những phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật. Đặc xá năm 2021 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội. Đây là một cái việc làm mang ý nghĩa nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và của dân tộc ta, thể hiện cái tinh thần bao dung, rộng lượng, khoan hồng đối với những người phạm tội, tạo cho họ một cơ hội sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành cái công dân có ích cho xã hội. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước khẳng định, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Tất cả các phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam và đã bị Tòa án Nhân dân các cấp của Việt Nam tuyên phạt theo các chế tài được quy định tại Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng Hình sự của Việt Nam. Việc đặc xá không phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay người có quốc tịch nước ngoài, nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được xét đặc xá. Với tinh thần tạo mọi điều kiện cho người được đặc xá sớm trở về nơi cư trú, tái hòa nhập cộng đồng, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết, trong bối cảnh COVID-19 như hiện nay thì đã tổ chức cho các địa phương tiếp nhận người được đặc xá trở về nơi cư trú một cách thuận lợi nhất. Chúng tôi cũng đã có chủ trương là tiêm vaccine cho cái số đủ điều kiện trước khi được đặc xá. Thứ hai là xét nghiệm COVID đảm bảo đủ điều kiện để cho người đặc xá được trở về nơi cư trú an toàn. Theo quyết định đặc xá số 1535 QĐ-CTN do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 30 tháng 8 năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2021. Ngay sau khi nhận được quyết định về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương, kế hoạch của Bộ Công an, các địa phương đã quán triệt tới các trại giam, trại tạm giam công tác đặc xá, triển khai thực hiện luật đặc xá, đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện, công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện đặc xá năm nay được diễn ra trong điều kiện đặc biệt khi dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh Việt Nam. Vì vậy, các địa phương đã chuẩn bị tốt nhất các phương án nhằm không để dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác đặc xá. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp, thời gian qua lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tuyệt đối không cho dịch bệnh COVID-19 lây lan vào trại tạm giam của Công an tỉnh và các nhà tạm giữ ở Công an 15 huyện, thị xã, thành phố. Nhờ đó, tình hình giáo dục cải tạo phạm nhân và quản lý các can phạm diễn ra bình thường. Công tác chuẩn bị cho đợt đặc xá trong dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay cũng diễn ra tốt đẹp. Cái dịch bệnh COVID-19 nó diễn biến phức tạp như vậy. Đắk Lắk rất nhiều những phạm nhân được đặc xá ở các cái tỉnh khác về. Thì cái phương án của chúng tôi là cũng đã triển khai tổ chức các cái lễ để công bố đối với các cái phạm nhân này. Chúng tôi cũng hết sức là xác định để đảm bảo cái an toàn cho phạm nhân được đặc xá về tái hòa nhập cộng đồng ở tại địa phương. Còn tại Quảng Ninh, dù dịch COVID-19 tại địa phương này đang được kiểm soát rất tốt, tuy nhiên công tác phòng dịch tại các trại giam của Quảng Ninh vẫn được đặt lên hàng đầu. Yêu cầu đặt ra là phải tiến hành các bước chuẩn bị theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm không để dịch bệnh lây lan vào khu vực giam giữ. Trong năm nay thì nó có một cái điểm khác biệt, đó là ngoài xã hội dịch bệnh đang hoành hành rất là phức tạp, cho nên theo cái hướng dẫn của Hội đồng Đặc xá Trung ương cũng như là của chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Ninh thì chúng tôi đã có phương án để tổ chức cho phạm nhân trở về địa phương một cách an toàn, đảm bảo được các quy định của pháp luật về đặc xá cũng như về công tác phòng chống dịch.
Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của lực lượng công an các cấp, đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay vẫn diễn ra tốt đẹp trên tinh thần nhân văn và khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Những người được đặc xá trở về hòa nhập với cộng đồng, bảo đảm an toàn, đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Từ khi nước ta giành được độc lập năm 1945 đến nay, đã có 40 lần nhà nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân. Điểm nổi bật là trong số các phạm nhân được đặc xá thì số người tái vi phạm pháp luật chiếm tỷ lệ khá thấp. Điều đó cho thấy đặc xá là một chủ trương lớn, đúng đắn, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người bị kết án phạt tù, nhằm khuyến khích họ phấn đấu, học tập, rèn luyện và trở thành người có ích cho xã hội. Phạm nhân Phạm Hồng Thư, sinh năm 1980, phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, bị xử phạt 24 tháng tù giam, là một trong số 11 trường hợp đủ tiêu chuẩn đề nghị đặc xá đợt mùng 2 tháng 9. Trong thời gian chấp hành án tại trại tạm giam, phạm nhân này có ý thức cải tạo tốt, tích cực lao động, học tập, nên đủ tiêu chuẩn để được xét đề nghị đặc xá và đừng ra tù trước thời hạn 10 tháng 18 ngày. Chúng tôi cũng xin hứa là về thì sẽ nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng và cũng cố gắng là sẽ nhanh chóng tìm một cái công việc ổn định để làm sao trở thành một công dân tốt cho xã hội. Tương tự như vậy, do tích cực cải tạo nên phạm nhân Hoàng Văn Thi, sinh năm 1967, từng được giảm 4 tháng tù và cũng được đề nghị đặc xá trong đợt này. Tính tổng 2 lần, phạm nhân này được giảm 1 năm 7 tháng 12 ngày so với bản án 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước khi đi tôi cũng xác định được tư tưởng, thứ nhất là tích cực cải tạo, hoàn thành cái định mức được giao của trại giam và cũng để tích cực tham gia các buổi học tập ở trại tổ chức để hoàn thành tốt cái công việc mà phạm nhân để thực hiện. Đối với những phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá lần này, qua công tác giáo dục giúp họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, từ đó yên tâm cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy tại nơi giam giữ để sớm trở về với gia đình và xã hội. Quá trình quản lý, giáo dục của phạm nhân thì chúng tôi cũng đã thường xuyên quan tâm, động viên về mặt tư tưởng, rồi hướng dẫn về lao động. Thì khi được triển khai về công tác đặc xá thì chúng tôi cũng thực hiện theo quy định của Bộ Công an, rồi chúng tôi tổ chức cho phạm nhân họp bình bầu, giới thiệu những phạm nhân mà có đủ điều kiện tiêu chuẩn lao động cải tạo tốt để các anh đưa vào danh sách để đề nghị xét đặc xá. Cuộc sống tự do đang đợi những người có ý thức phấn đấu làm lại cuộc đời sau quá khứ lầm lỗi với nhiều dự định và cũng không ít khó khăn, thử thách. Cùng với sự nỗ lực của mỗi phạm nhân để đường trở về với cuộc sống tự do, hơn lúc nào hết, các cấp, ngành, đoàn thể xã hội và gia đình của những trường hợp này phải luôn quan tâm, động viên giúp đỡ để họ sớm hòa nhập với cộng đồng.